Ba couple vàng TVB ngày ấy, Cổ Thiên Lạc Tuyên Huyên mãi không cưới, một đôi cùng viên mãn. Trong thời hoàng kim của mình, TVB không chỉ sản xuất ra hàng chục bộ phim kinh điển mà còn lăng xê cho rất nhiều cặp đôi vàng được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Trong số ấy, có ba đôi bạn diễn nhiều duyên nợ và nổi tiếng nhất là Âu Dương Chấn Hoa, Quan Vịnh Hà, Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên và Đào Đại Vũ, Quách Khả Doanh. Hãy cùng tìm hiểu xem giờ họ ra sao nhé! Âu Dương Chấn Hoa, Quan Vịnh Hà. Âu Dương Chấn Hoa và Quan Vịnh Hà từng là cặp đôi vàng của TVB, là cái tên bảo chứng rating cho nhà đài. Họ bắt đầu hợp tác chung trong Lực Lượng Phản Ứng rồi lại tiếp tục tái hợp ở Thăng Bình Công Chúa, Tình Nghịch Tam Thế Duyên. Có thể nói, Âu Dương Chấn Hoa chính là tài tử được đóng cặp với Quan Vịnh Hà nhiều nhất TVB. Điều mà khán giả thích nhất ở Âu Dương Chấn Hoa và Quan Vịnh Hà là dù thể loại phim nào đi nữa thì cả hai vẫn khiến người ta chao đảo vì tương tác ăn ý. Chẳng những thế, họ còn là cặp đôi hiếm hoi chênh lệch về ngoại hình nhưng vẫn được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Hiện tại, cả Âu Dương Chấn Hoa lẫn Quan Vịnh Hà đều có hạnh phúc gì?